Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Hút Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm chanh muối ngon tại nhà. Chanh muối làm đơn giản, trái chanh căng tròn và thơm vàng rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái chanh muối á các bạn thì nó cũng đơn giản ha. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là chanh. Chanh thì hôm nay mình có đây là 1,7 kg chanh nha các bạn. À, 1,7 kg chanh thì mình đừng có lựa những cái trái chanh mà nó chín quá. Đây ví dụ như những cái trái chanh như kiểu như thế này nè các bạn, nó chín quá ha. Chín quá thì trong quá trình làm thì đôi khi là nó sẽ bị dập, và nó bị dập là nguyên một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho chanh nó bị mớp á. Rồi các bạn làm chanh muối nó dễ bị mớp là vậy. Thì thật ra thì cái mớp này nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà một trong những nguyên nhân đó là các bạn dùng chanh chín rồi nè, nó dễ bị dập ha. Thì cái chanh mình làm ra chanh muối nó sẽ dễ bị mớp, mớp méo, nó không có đẹp. Rồi ngoài chanh ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình ở đây là muối. Muối thì các bạn nên dùng muối hạt nha, và đường. Rồi nước mình, cái lượng nước mà mình ngâm cái chanh muối này nó cỡ khoảng 2 lít. Và đây là cái hũ chanh muối mà mình đã ngâm được khoảng 4 tháng rồi ha các bạn. Đây nè. Tại vì cái chanh này là mình không có luộc nên là mình ngâm nó hơi lâu, khoảng 4 tháng ha này nó mới ăn được. Còn nếu mà chanh mà mình lát nữa mình chia sẻ với các bạn cách mình làm cái chanh này ăn nó nhanh hơn. Nó mất cỡ khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng thôi là các bạn ăn được rồi. Ha, đây là chanh muối nha các bạn, rất là ngon. Cái này thì các bạn pha nước uống thì nó quá ngon rồi. Trời nóng nóng á các bạn. Có một cái ly chanh muối chua chua ngọt nữa, uống thì cực kỳ hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào đây là 2 lít nước. Muối thì mình cho là khoảng nửa ký muối nha các bạn. Nửa ký muối nó tương đương khoảng 2 chén á. Nhà các bạn chén ăn cơm các bạn đâm cho mình khoảng 2 chén. 2 chén thì nó cũng đầy đầy một chút nha. Thành thử ra ví dụ như nếu như mà ở nhà các bạn mà các bạn nấu ít cái muối này quá thì nó sẽ nổi ván ha, nổi ván hoặc là nó mốc, nó hư, nó không có trong. Đó, còn khoảng 2 chén này với lại 2 lít nước nha các bạn nha. Rồi nếu mà các bạn làm nhiều hơn, nhiều chanh hơn thì sao? Thì các bạn cứ nhân cái công thức lên. Cứ 4 lít nước thì các bạn đông cho mình là khoảng 4 chén. Đó, cứ 1 lít nước là 1 chén muối. Nước muối này thì mình cũng nấu sôi lên nha các bạn. Nấu sôi lên rồi mình tắt bếp để nguội. Sôi thì cũng đừng có vừa sôi lên các bạn tắt liền ha. Các bạn để cho nó sôi khoảng 2 đến 3 phút. Rồi hãy tắt bếp nha. Đấy ha, sau khi mà cái nước muối mình nó sôi lên như thế này nè, nãy giờ nó sôi được khoảng 3 phút rồi đó các bạn, là được rồi ha. Thì bây giờ mình tắt bếp. Tắt bếp mình để cho cái nước muối này nó nguội hoàn toàn luôn nha. Nguội hoàn toàn luôn rồi mình đem đi mình ngâm chanh. Rồi bây giờ mình sẽ cho chanh với lại muối vào trong thau ha các bạn ha. Lẽ ra là mình chờ đến mùa chanh đào. Mùa chanh đào là tháng 8 tháng 9 này nè các bạn, là tới mùa chanh đào đó. Chanh này thì là chanh giấy nha các bạn, chanh giấy nó thơm, hoặc là chanh bắp, chanh tay gì cũng được nha. Các bạn không nên dùng cái loại chanh không hạt ha. Chanh không hạt thì tại vì cái vỏ nó không thơm á, mình làm ra cái nước uống nó cũng không có ngon. Mặc dù cái chanh đó thì nó không có hạt. Các bạn sẽ bóp các bạn vừa vò nhẹ nhẹ như thế này nè. Để chi? Để cho cái những hạt muối á các bạn, nó cà vô cái vỏ chanh ha, nó sẽ làm cho cái tinh dầu trong vỏ chanh á, lát nữa khi mà mình sơ chế nó sẽ tiết ra những cái vị cay, vị đắng, vị chát trong cái vỏ chanh nha. Nên là cái bước này thì các bạn không có nên dùng cái muối tinh mà nên dùng cái muối hạt này. Mục đích là mình làm cho cái vỏ chanh đó, nó trầy xước đi. Ở cái bước của mình sơ chế chanh với muối như vậy nè, các bạn làm cho mình có khoảng 10 phút là được ha. Nhớ là trong quá trình làm thì cũng đừng có sốc mạnh quá nha các bạn, sốc mạnh quá thì cái chanh nó bị dập á. Còn trường hợp mà nó nổi ván lên thì chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là cái hũ các bạn rửa nó không có sạch. Còn cái thứ hai nữa là cái nước muối mình nấu nó loãng quá, nó không có đậm đặc á, thì nó sẽ bị mốc ha. Nó mốc hoặc là nó nổi ván lên nó hư. Đây khi mà các bạn bóp được một lúc rồi đó các bạn ha, thì các bạn sẽ thấy nè cái muối hạt nè nó ra cái màu xanh nè, các bạn thấy không? Đó là cái phần tinh dầu ở trong cái vỏ chanh nè, nó đã bị tiết ra ngoài rồi ha. Sau khi mà mình sơ chế với muối như thế này xong đó các bạn, thì bây giờ mình đem đi mình rửa ha, mình rửa sơ cái phần chanh này đi cho nó sạch cái phần lớp muối bám bên ngoài á là được. Sau khi mà mình rửa sạch sẽ rồi đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ ướp nó với lại đường và muối nha. Các bạn cho mình vào đây là một chén đường. Một chén đường này nó tương đương với khoảng 300 g, cứ khoảng 2 kg. Khoảng 2 kg chanh thì các bạn ướp cho mình là 300 g đường. Đường này đường cắt trắng nha các bạn nha. Rồi thêm 100 g muối hạt nữa nha. 100 g muối hạt nó tương đương có khoảng 1/2 chén á. Đây ha các bạn ha. Đây mình trộn đều lên rồi các bạn ướp tầm có khoảng 1 tiếng nha các bạn. Các bạn có thể là mình đem đi phơi nắng cũng được, hoặc là mình để trong nhà cũng được. Thì nó sẽ khoảng 1 tiếng là được. Đó thì cái bước mà mình sơ chế với muối rồi mình ướp với lại đường như vậy á, thì mục đích là để làm giảm đi cái vị cay, vị đắng ha, vị the trong cái vỏ chanh. Chứ còn á, nhiều bạn nếu mình làm chanh muối này các bạn làm không đúng cách á, thì các bạn làm ngâm ra xong thì nó vẫn thành chanh muối, nhưng mà cái vỏ nó sẽ rất là đắng, các bạn uống vào nó sẽ có vị nó nhẫn nhẫn á, chứ nó không có thơm ha. Nó không có thơm, không có ngon.
trộn đều lên nha. Rồi các bạn đem đi mình phơi nắng đi cho nó nhanh cũng được ha, khoảng 1 tiếng. Đây, sau khi mà mình ướp đường với muối được khoảng 1 tiếng rồi đó các bạn, thì bây giờ các bạn đem ra các bạn rửa nha, rửa cho nó hết cái đường với cái muối này đi. Đó, chanh lúc này thì rất là ngon rồi nè, thơm cực kỳ luôn. Rồi bây giờ các bạn sắp lên bếp là một nồi nước sôi nha. Mình sẽ cho chanh vào đây, các bạn trụng cho mình từ 2 đến 3 phút. Nhớ là mình chỉ trụng từ 2 đến 3 phút thôi nha các bạn. Chủ yếu là mình làm cho cái vỏ chanh á nó chín đi, còn cái phần ruột chanh thì nó còn sống. Chứ mà nếu mà mình trụng lâu quá cái ruột chanh nó chín đó các bạn, thì cái chanh nó sẽ bị mớp ha. Tại vì nó còn phải cái ruột chanh nó còn sống thì nó cứng á, nó mới giữ được là cái vỏ chanh nó không có bị tớp vô. Trong lúc này thì các bạn cũng chuẩn bị một cái thau nước đá nha các bạn. Tại vì khi mà mình trụng xong rồi thì mình sẽ ngâm ngay nó vào trong thau nước đá để cho cái ruột chanh nó không có bị chín nha. Tại vì cái nhiệt độ nó nóng thì cái vỏ chanh nó lan vô thì nó sẽ làm cho cái ruột chanh nó bị chín á. Mình trụng như vậy thì mình sẽ nhanh ăn hơn, tầm cỡ khoảng 1 tháng rưỡi ha, 2 tháng là các bạn ăn rồi. Chứ còn hồi như mình làm lần đầu là mình không có trụng. Cái hũ nãy mình cho các bạn xem á, mình không có trụng ha. Nên là nó mất cỡ khoảng 3 đến 4 tháng lận thì chanh nó mới thấm vào, muối nó mới thấm vào á, thì mới có thể ăn được nha. Rồi sau khi mà mình trụng xong rồi đó các bạn, thì mình vớt ra ha, mình ngâm ngay vào trong thau nước đá nha. Đá lạnh thiệt là lạnh luôn. Có thể đảm bảo với các bạn xem xong video này các bạn sẽ làm được những cái hũ chanh muối rất là ngon, không có bị nổi váng, bị mốc hay là bị teo tóp gì hết. Cái chanh thì nó vàng, nó thơm, nó căng bóng ra. Chanh muối thì nói chung thì nó ngoài công dụng mà pha nước uống thì nó cũng có nhiều công dụng rất là tốt ha các bạn. Nó có thể là trị ho nè, giảm những cái triệu chứng như là đau họng nữa. Trong nước mía cũng có cái chanh muối này. Sau khi mà chanh mình nó nguội rồi đó các bạn, nó hết nóng rồi đó, thì mình vớt ra ha, mình để cho nó ráo nước rồi mình đem đi mình ngâm nha. Các bạn có thể là mình hâm trước quạt cũng được cho nó nhanh khô. Chanh sau khi mà nó khô nó ráo nước rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cho nó vào trong hũ nha. Hũ thì các bạn dùng hũ thủy tinh hay hũ nhựa gì cũng được. Nếu mà mình dùng hũ thủy tinh thì các bạn nên trụng nước sôi, rửa sạch sẽ, trụng nước sôi rồi các bạn phơi nắng cho nó khô ráo. Cái hũ này nếu mà mình dơ á, nó cũng dễ bị váng lắm nha. Nó váng nó mốc nha. Nên là các bạn cũng phải rửa cho thật là sạch luôn. Còn nếu mà dùng hũ nhựa ngâm thì vẫn được nha các bạn. Nhưng mà không nên. Thứ nhất là nhựa ngâm lâu á, nó sẽ ra những cái chất nó độc hại, nó không tốt cho sức khỏe. Nên là nếu mà các bạn dùng hũ nhựa đó, hũ nhựa để mình làm á, thì các bạn là sau khi mà khoảng 2 tháng 3 tháng chanh mà nó muối được rồi đó, thì các bạn phải lấy ra nha, chứ các bạn không có ngâm từ ngày này qua tháng nọ được. Còn hũ thủy tinh thì các bạn cứ để trong vòng 2 năm 3 năm luôn cũng được nha các bạn. Cái chanh muối nó không, nó hư ha, càng ngày thì nó cứ càng mềm, nó càng mềm ngon thôi, nó càng thơm thôi, chứ nó không có hư đâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái nước muối này vào để mình ngâm nha. Nước muối thì mình cũng đã để nguội hoàn toàn rồi. Thì khi mà mình đổ cái nước muối này vào các bạn, thì cái chanh nó chưa có thấm muối thì nó sẽ nổi lên ha. Thì nó nổi lên như vậy thì nó sẽ bị hư á. Thì các bạn sẽ dùng một vài cái cây xiên que tre các bạn, cái cây xiên que mà mình ăn đồ nướng đó, mình gài lại ha. Để đừng để cho nó nổi lên mặt nước. À, các bạn gài khoảng chừng 3-4 cái cây que tre này vào này các bạn ha, thì cái chanh nó sẽ chìm dưới mặt nước. Đó, như vậy thì mình làm cái chanh muối nó sẽ không có bị hư ha. Sau khi mà mình gài xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình đậy nắp lại ha. Cái này thì các bạn không cần là phải đem đi phơi nắng đâu, nhưng mà nếu mà mình muốn nhanh ăn hơn nữa thì các bạn nên đi phơi nắng cho mình ha. Mình phơi tầm có khoảng 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi là các bạn có chanh muối ha, để các bạn sử dụng rồi. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khách đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm chanh muối. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chanh muối này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.